Hoàng Anh xin kính chào quý vị trong phần 2 của bản tin. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel, kênh tin tức của người Việt tại Canada. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào ngày lễ Canada Day 1 tháng 7 khi Canada tròn 156 năm tuổi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần lễ kéo dài Canada Day nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Trong phần tin quốc tế của bản tin trưa ngày 30 tháng 6 hôm nay, mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Công ty sở hữu tàu lặn Titan vẫn quảng cáo tour thám hiểm Titanic. Pháp ban hành lệnh giới nghiêm ở ngoại ô Paris do biểu tình bạo lực. Lạm phát đang tăng ở Đức và giảm trở lại ở Tây Ban Nha. NASA sẽ khai thác tài nguyên từ mặt trăng trong thập kỷ tới. Trên 100 triệu người dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng do khói cháy rừng lan từ Canada. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý Thưa quý vị, công ty sở hữu tàu lặn Titan Ocean Gate Expeditions vẫn đang quảng cáo các chuyến thám hiểm sát tàu Titanic trên trang web của mình hơn 10 ngày sau khi tàu lặn Titan đã nổ tung dưới đáy đại dương khiến 5 người thiệt mạng. Theo tờ New York Post, công ty này công bố hai chương trình khám phá sát tàu Titanic vào năm 2024, cụ thể là từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 và từ 21 đến 29 tháng 6, với chi phí là 250.000 đô la Mỹ mỗi người. Giá bao gồm một lần lặn, chỗ ở riêng tất cả các khóa đào tạo bắt buộc thiết bị thám hiểm và các bữa ăn khi ở trên tàu lặn quảng cáo cũng nêu rõ lịch trình chuyến đi và cho biết là một trong những người tham gia cuộc thám hiểm lần tới là chuyên gia titanic người pháp paul henry natiole ông paul henry natiole là chuyên gia nổi tiếng về titanic đã dẫn đầu 6 chuyến thám hiểm đến sát tàu titanic và thuyết trình tại nhiều triển lãm titanic trên khắp thế giới ông ấy được mệnh danh là nhà thám hiểm vĩ đại nhất của titanic OceanGate viết cho biết trên trang web của họ. Nhà hải dương học người Pháp Paul Henry Najole, 77 tuổi, là một trong năm nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu Titan. Danh sách các chương trình thám hiểm tàu Titanic năm 2024 vẫn còn trên trang web của OceanGate vào sáng thứ Năm giờ Hoa Kỳ. Pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm khi các cuộc biểu tình phản đối cái chết của thiếu niên Nahel, 17 tuổi, đã lan rộng khắp nước Pháp. Một vùng ngoại ô của thủ đô Paris ngày 29 tháng 6 đã được ban hành lệnh giới nghiêm để đối phó với nguy cơ bạo lực trong đêm. Văn phòng thị trưởng Clamart, một thị trấn yên tĩnh với dân số khoảng 50.000 người ở tây nam thủ đô Paris cho biết, không ai được ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Ở Clamart, một xe điện đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình từ đêm 28 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6. Trước đó, thị trưởng thành phố Paris cho biết các dịch vụ xe bus, xe điện ở trong và xung quanh thủ đô đã tạm dừng hoạt động từ 21 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 để bảo đảm an toàn cho nhân viên và hành khách trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến sẽ còn tiếp diễn. Cuộc bạo loạn xảy ra ở Pháp sau khi cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi vì vi phạm giao thông. Tính đến 3 giờ ngày 30 tháng 6 giờ địa phương đã có ít nhất 421 người biểu tình bị bắt. Văn phòng thống kê nhà nước Đức Destatis cho biết giá tiêu dùng của nước này tức là lạm phát đã tăng 6,8% trong tháng 6 so với một năm trước đó, cao hơn mức 6,3% của tháng 5. Hãng thông tấn AP Hoa Kỳ cho biết tình trạng lạm phát tăng ở Đức được ghi nhận một ngày trước khi công bố số liệu lạm phát cho toàn bộ khu vực 20 quốc gia khu vực đồng tiền chung Châu Âu Eurozone. Lạm phát ở Eurozone đã giảm từ mức đỉnh 10,6% trong tháng 10/2022 xuống còn 6,1% trong tháng 5 2023, nhưng con số đó vẫn còn xa so với mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đặt ra. Giám đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde đã cảnh báo về lần tăng lãi suất tiếp theo vào ngày 27 tháng 7 tới của ngân hàng này do lạm phát dai dẳng. Tăng lãi suất là công cụ chính của các ngân hàng trung ương để chống lại lạm phát. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tức là lạm phát của Tây Ban Nha chỉ tăng 1,6% trong tháng 6 so với một năm trước đó, giảm từ mức 2,9% trong tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha đã triển khai một loạt các biện pháp ngân sách để tăng cường sức mua của các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát. Vào cuối tháng 12 2022, chính phủ đã cắt giảm thuế đối với nhiều loại thực phẩm cơ bản và chính sách này được gia hạn cho đến cuối năm nay. Đồng yên Nhật Bản tiếp tục mất giá Giá đồng yên sáng ngày 30 tháng 6 giờ Nhật xuống 145 yên đổi được 1 đô la Mỹ, giảm 0,2% so với hôm qua. Đồng yên yếu đi từ giữa tháng, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOG hôm 16 tháng 6 thông báo là giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và trần lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 0%. Động thái này trái ngược với Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi đó cũng đánh giá là các nền kinh tế cùng thị trường tài chính trong và ngoài nước còn đối mặt với nhiều bất ổn. Năm ngoái, giá đồng yên xuống 146 yên đổi được 1 đô la Mỹ. Nhật Bản phải chi 65 tỷ đô la Mỹ để mua nội tệ, kéo giá đồng yên khỏi đáy 32 năm so với đô la Mỹ. Sau khi đồng yên vượt mốc 145 yên đổi được 1 đô la Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki lập lại quan điểm rằng sẽ có phản ứng nếu biến động quá mạnh. Ông cũng cho biết gần đây thị trường tiền tệ thường biến động mạnh và một chiều. Thứ trưởng Tài chính Masato Kenda đầu tuần này cũng khẳng định không loại trừ bất kỳ khả năng nào khi được hỏi liệu có can thiệp vào thị trường tiền tệ hay không. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA có kế hoạch bắt đầu khai thác tài nguyên và khoáng sản từ mặt trăng trong thập kỷ tới đây, theo thông tin do một nhà khoa học tên lửa thuộc NASA đưa tin. Gerald Sanders là người đang làm việc tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA nói rằng Sứ mệnh khai thác tài nguyên sẽ sớm được triển khai ngay khi NASA đưa một hệ thống khoan khai thác thử nghiệm lên mặt trăng. Oxy và nước sẽ là mục tiêu ban đầu và cao nhất của trạm khai thác thử nghiệm nhằm hỗ trợ sự sống của con người, sau đó sắt và các loại đất hiếm khác có thể được tính đến khi hoạt động khai thác mở rộng hơn. NASA ước tính mặt trăng đang có lượng tài nguyên trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ mà chưa được khai thác. Không chỉ Hoa Kỳ một số quốc gia khác cũng đang tìm cách khai thác tài nguyên mặt trăng đầu năm nay các nhà khoa học NASA lần đầu tiên chiết xuất thành công oxy từ vật liệu mô phỏng đất mặt trăng chứa oxide trong môi trường chân không theo đó một nhóm nghiên cứu tại trung tâm vũ trụ johnson đã dùng tia laser công suất cao để tạo ra phản ứng đốt cháy giúp thu lượng oxy đáng kể từ đất chứa oxide Những tín đồ Hồi giáo tham gia lễ hội hành hương Hai Chi lớn nhất trong năm đã phải vật lộn với cái nóng khắc nghiệt lên tới 48 độ C. Tờ Times of Israel đã dẫn báo cáo của giới chức Saudi Arabia ngày 29 tháng 6 cho biết trên 2.000 người đã bị sốc nhiệt trong cuộc hành hương Hai Chi tìm về thánh địa Mecca. Ước tính là khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia lễ Hai Chi kéo dài nhiều ngày và hầu hết được tổ chức ngoài trời vào những ngày hè thiêu đốt trên sa mạc Saudi Arabia. Khoảng 1.700 trường hợp bị sốc nhiệt đã được ghi nhận trong ngày 29 tháng 6. Ít nhất 230 người đã tử vong trong quá trình hành hương. Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết, tín đồ hành hương lớn tuổi nhất của Iran năm nay là một cụ ông 114 tuổi đã qua đời vì đau tim trên đường đến thánh địa Mecca, Thói từ các vụ cháy rừng kéo dài ở Canada đã lan sang và bao phủ các khu vực Trung Tây và bờ đông của Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 6, gần 1 phần 3 dân số Hoa Kỳ sinh sống tại các khu vực trên đã được cảnh báo về chất lượng không khí kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ NWS cho biết, cảnh báo về chất lượng không khí có hiệu lực cho đến nửa đêm ngày 29 tháng 6 đối với khu vực từ bang Wisconsin và phía bắc bang Illinois cho đến bang Michigan và kéo dài đến bang New York và khu vực bờ đông. Người dân ở các thành phố lớn như là New York, Chicago và Philadelphia có thể quan sát thấy bầu trời âm u và ngửi thấy mùi cổ cháy suốt cả ngày. Trên 100 triệu người được cảnh báo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, nhất là người già và trẻ em. Ngoài ra thì những người mắc bệnh về phổi hay là hô hấp cũng được khuyên là nên đeo khẩu trang nếu cần thiết. Ngày 29 tháng 6 là ngày thứ ba liên tiếp, bầu trời âm u bao trùm thành phố Chicago, bang Illinois. Theo trang iqair.com, chất lượng không khí đang ở mức không lành mạnh tại thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ, cũng là nơi chất lượng không khí kém nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Vụ cháy rừng ở Canada được ghi nhận là tồi tệ nhất từ trước đến nay, với 8 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi. Tính đến ngày 28 tháng 6 vừa qua thì 477 đám cháy vẫn đang âm ỉ, trong đó một nửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát và lan từ Thái Bình Dương đến bờ biển Đại Tây Dương. Bộ Y tế Mexico cho hay là hơn 1.000 trường hợp khẩn cấp liên quan đến nắng nóng đã được ghi nhận ở nước này trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 6, trong đó có 104 trường hợp tử vong. Trước đó, giới chức Mexico đã báo cáo 8 trường hợp tử vong từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, nâng tổng số người chết liên quan nắng nóng gây gắt lên 112 người. Các khu vực phía Bắc của Mexico ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất, với 64 người chết được ghi nhận ở bang Nuevo Leon phía Đông Bắc và 19 người ở bang lân cận Tamulipa, giáp với bang Texas của Hoa Kỳ, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gay gắt. Tại Mexico, nhiệt độ tối đa là 49 độ C đã được ghi nhận trong tuần này ở bang Sonora phía Tây Bắc. Nhiệt độ tối đa trung bình trong mùa hè ở Mexico dao động từ 30 đến 45 độ C. Giới chức Mexico cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khác có thể ảnh hưởng đến đất nước 127 triệu dân này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Nga ấn định thời điểm rút khỏi Hiệp ước quân sự ở châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẽ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu gọi tắt là CFE vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Hiệp ước CFE được ký năm 1990 giữa NATO và các quốc gia khối hiệp ước Warsaw nhằm giới hạn số lượng xa tăng và thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng, thiết lập thế cân bằng quân sự. Nga đã đình chỉ Hiệp ước CFE từ năm 2007, cáo buộc là các thành viên NATO nhiều lần vi phạm hiệp ước và không phê chuẩn phiên bản cập nhật. Do đó, ông Ryabkov cho biết là việc Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước CFI sẽ không khiến tình hình thực tế thay đổi nhiều. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói Phần Lan gia nhập NATO và Thụy Điển đang trong quá trình trở thành thành viên của Liên minh quân sự là giọt nước tràn ly. Khiến Moscow rời Hiệp ước CFI là điều không thể tránh khỏi. Ông cho rằng Hoa Kỳ cùng đồng minh phải chịu trách nhiệm cho kết cục này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cuối tháng 5 tuyên bố Moscow giờ đây có thể triển khai vũ khí đến bất kỳ nơi nào cảm thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Foxconn đầu tư gần 250 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Hai dự án của Foxconn là FECV Foxconn Quảng Ninh và FMMV Foxconn Quảng Ninh vừa được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hai nhà máy này có tổng mức đầu tư gần 250 triệu đô la Mỹ được đặt tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh có diện tích 6,3 ha, dự kiến tháng 1 2025. Dự án hoàn thành, đi vào sản xuất chính thức và sẽ mang lại việc làm cho khoảng gần 1.200 lao động. Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh thì có diện tích 4,1 ha. Dự kiến tháng 10 2024 sẽ đi vào hoạt động và sử dụng trên 700 lao động. Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, Tập đoàn này lắp ráp và sản xuất các sản phẩm điện tử cho các công ty lớn tại Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc. Tìm thấy bức tranh 2.000 năm mô tả món ăn như là pizza. Các nhà khảo cổ nước Ý đã tìm thấy một bức tranh có niên đại hàng thiên niên kỷ, thể hiện một món ăn có thể xuất hiện trước một trong những món ăn phổ biến nhất được phục vụ trên khắp thế giới là món pizza. Tác phẩm nghệ thuật 2.000 năm tuổi được tìm thấy bên trong một ngôi nhà gần một tiệm bánh trong cuộc khai quật gần đây ở trung tâm Pompei. Một trong những món ăn xuất hiện trong bức tranh dường như là tổ tiên xa xôi của bánh pizza. Các nhà khảo cổ học tin rằng món ăn này được gọi là focaccia, một loại bánh mì Ý thường đi kèm với nhiều loại topping khác nhau được nướng lên. Món ăn đặc biệt này dường như được phủ các loại gia vị và nước sốt tương tự như là sốt pesto bên trên. Siêu mẫu Naomi Campbell có con thứ hai ở tuổi 53. Ngày 30 tháng 6, Naomi Campbell đăng ảnh cô và con gái đầu lòng nắm chặt tay một em bé sơ sinh. Siêu mẫu cho biết là bé trai chào đời cách đây vài ngày. Ở phần bình luận thì rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Campbell. Theo tờ People, báo đen làng mốt có con thứ hai sau 2 năm đón con gái đầu lòng. Thỉnh thoảng cô mới chia sẻ ảnh thoáng qua của con gái và gọi em bé là hạt đậu nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 3 2022, Campbell mở lòng về mong muốn có con và khuyến khích những phụ nữ lớn tuổi đừng ngại sinh con. Siêu mẫu chia sẻ, tôi luôn muốn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ làm mẹ. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi thật may mắn khi có con gái. Với siêu mẫu thì khoảng cách 50 tuổi giữa cô và con không là vấn đề, thậm chí giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm để dạy cho con mình. Variety đưa tin vào ngày 29 tháng 6, bồi thẩm đoàn ở Houston, Texas, Hoa Kỳ, đưa ra phán quyết về vụ ca sĩ Travis Scott và những người tổ chức lễ hội âm nhạc Astro World không bị buộc tội hình sự liên quan đến cái chết của 10 người và hơn 4.900 người bị thương. Lễ hội âm nhạc Astro World Festival được tổ chức vào tháng 11 năm 2021, thu hút 50.000 khán giả lấp đầy công viên NRG. Đám đông khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Scott nhiều lần tạm dừng biểu diễn để nhờ lực lượng an ninh giúp đỡ khán giả các thành viên của đội cứu hỏa cũng được cử đến giữa đám đông dày đặc để giải cứu người bị thương sau vụ việc thì Scott và Live Nation là công ty đứng sau Astro World đã thiệt hại hàng tỷ đô la mỹ do bị hàng trăm người gửi đơn kiện đòi bồi thường vì là một phần nguyên nhân dẫn đến thảm kịch Scott đã phủ nhận các cáo buộc anh đã bị khán giả từ hâm mộ chuyển sang tẩy chay cho đến gần đây, Scott mới xuất hiện trở lại ở lễ hội Rolling Loud. Album bị trì hoãn của Scott là Utopia dự kiến được phát hành vào tháng tới. Thưa quý vị, một món mì ramen chân cá sấu giá 50.000 đô la Mỹ một phần. Một cửa hàng bán mì tại miền Nam Đài Loan đã gây chú ý khi giới thiệu món ramen Godzilla dựa trên nhân vật điện ảnh nổi tiếng của Nhật Bản, theo CNN đưa tin. Món ăn trên được phục vụ tại nhà hàng Witch Cat Quay nằm ở thành phố Dowliu, sử dụng thịt cá sấu. Ông Jian, chủ nhà hàng Witch Cat Quay, cho biết là món mì ramen này được làm từ trứng chim cút, thịt heo bắp non, măng non, nấm đen, bột thịt cá và một chiếc chân trước của cá sấu. Mỗi ngày thì nhà hàng này phục vụ hai phần mì đặc biệt này với giá 50 đô la Mỹ mỗi phần. Chủ nhà hàng cho biết mất khoảng 3 giờ để chế biến chân cá sấu. Những thực khách mà muốn thử món mì ramen này phải chờ đợi trong một thời gian dài. Ông Chan cho biết các phần mì Godzilla Ramen đã được đặt trước cho đến cuối tháng 8. Bạn sẽ ăn món mì cá sấu này hay không? Xin chia sẻ cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nhé. Sau đây là 5 đấu trường nổi tiếng mà không ở Rome. Tuy không nổi tiếng bằng Rome nhưng những đấu trường này vẫn có sức hút riêng. Thứ nhất phải kể đến là đấu trường Pula Crosa, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên và nằm bên cạnh biển Adriatic lộng lẫy. Đấu trường Pula là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở Crosa. Đây từng là nơi diễn ra các trận đấu của đấu sĩ, nhưng hiện nay nó được sử dụng làm rạp chiếu phim ngoài trời, địa điểm biểu diễn opera và sân khấu cho các buổi hòa nhạc trong những tháng mùa hè. Thứ hai là đấu trường La Mã ở Al của Pháp. Địa điểm này được xây dựng vào năm thứ nhất trước công nguyên và có sức chứa hơn 20.000 khán giả. Ngày nay nó thường xuyên được sử dụng để tổ chức các sự kiện. Thứ ba là đấu trường Flavian của Ý. Đấu trường này được xây dựng dưới triều đại của hoàng đế Vespasian, người đã xây dựng đấu trường La Mã Rome. Nơi đây không còn được nguyên vẹn sau vụ phun trào của núi lửa Sofatara. Tuy nhiên các khu vực dưới lòng đất vẫn còn được bảo tồn tốt. Thứ tư là đấu trường La Mã ở Nimes, nước Pháp. Đấu trường này được xây dựng vào cuối năm thứ nhất sau Công nguyên, với sức chứa 24.000 khán giả. Sự kiện tái hiện lịch sử thời La Mã được tổ chức tại đấu trường này vào mỗi mùa xuân. Và thứ năm là đấu trường Verona của Ý. Đây là đấu trường lớn thứ ba tồn tại từ thời La Mã ở Ý. Đấu trường được sử dụng làm nhà hát opera từ thế kỷ 18. Ngày nay nơi đây được sử dụng để tổ chức các sự kiện, thi đấu thể thao và các buổi hòa nhạc. Và đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày lễ Canada Day nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.